Xin chào các bạn, thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn về giao tiếp truyền nhận LoRa nha các bạn. Hiện nay thì chip mình sử dụng đó là con NP40G2553. Đây là con chip điều khiển của mình nè. Đây là con chip nè các bạn, NP40G2553. Thì đây là cái sơ đồ trung chân của nó nè. Thì mình có làm cái video về cái sơ đồ kết nối phần cứng giữa truyền nhận LoRa với MP40 với module LoRa GX1278 các bạn. Thì các bạn nào chưa xem thì có thể vào kênh YouTube của mình xem. Thì đây là cái quy điều khiển của mình sử dụng trong đây. Thì tiếp đến thì đây là cái module LoRa mình sử dụng nè các bạn. Hiện đây mình sử dụng cái module LoRa là XX1278, đây là module nè các bạn. Thì module này giao tiếp chuẩn SPI các bạn. Ngoài ra thì còn cái module này nữa các bạn, thì module này giao tiếp UART nè, TXGX này thì giao tiếp UA các bạn. Thì tuy nhiên thì giá thành của module này khá là mắc các bạn, đầu tới khoảng 250 thôi. Còn cái module mình giao tiếp thì chuẩn SPI thì nó rẻ hơn, tuy nhiên thì cái khoảng cách chuyện nó sẽ ngắn hơn so với module này các bạn. Thì đây là cái phần mặt dưới của module ấy nè. Đó, thì đây là cái module mình sử dụng là GA02 nè, XX1278. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về code chương trình nha các bạn. Đây là phần code chương trình nè. Thì đây là cái phần mặt phát của ga nè. Để mình chú thích cho các bạn luôn. Ra. Trong đây thì gồm những cái phần như là khai báo một số cái hư diện như là LoRa nè, STD lead nè, Serial lead nè, ADC10 nè và delay. Thì đầu tiên thì mình sẽ gọi một cái hàm đó là đọc cái giá trị ADC10 lên. Và mình sẽ cho một cái buffer TX là mình sẽ chứa 5 cái phần tử. Và mình sẽ counter này, mình đầu thì mình sẽ cho nó bằng 0 các bạn. Thì thật ra counter này á, thì trong quá trình mình làm test chương trình á thì mình sử dụng cái biến này. Còn xuống mạch thực tế thì mình không có sử dụng biến này nên mình có thể bỏ nó luôn các bạn. Thì mình làm test á, trong quá trình mình test á thì mình sẽ cho biến counter nó tăng lên để xem mình cái mạch nhận của mình thì nó có thay đổi không các bạn. Còn những này thì mình đọc cái giá trị con biến trả rồi nên mình không có cần ghi là cái biến counter vô nữa. Tiếp đến là cái giá trị nhiệt độ nè, mình khai báo một số cái địa chỉ như, và mình sẽ gọi cái hàm khởi tạo. Trong cái hàm khởi tạo này mình sẽ khởi động cái hàm ADC unit là timer. Mình gọi cái thằng hammer lên và cái thằng delay cycle lên. Tiếp đến thì mình sẽ đọc cái giá trị. Thì mình đọc giá trị á, thì mình gán cái biến nhiệt, cái giá trị value của mình ở đây mình đặt là cái tên là nhiệt độ các bạn, nhưng thật ra nó là cái giá trị của biến trở. Gắn giá trị biến trở vào cái biến buffer. Thì để mà giữa mạch nhận và mạch phát á, thì để phân biệt giữa cảm biến nào á, với nhau á, thì nó phải có cái địa chỉ. Giống như mà các bạn mà đặt hàng trên Shopee gì đó các bạn, nó phải có tên và địa chỉ của các bạn thì nó mới mấy nhân viên shipper á, nó mới giao tới đúng địa chỉ của các bạn được. Thì trong chương trình lập trình cũng vậy các bạn, nó phải có địa chỉ. Đây mình truyền vào địa chỉ đó là số 3 nè. Thì bên cái mạch nhận của mình đó, thì mình cũng phải gán cho nó là buffer số 3 thì mình sẽ đọc được cái giá trị của biến trở này đó. Thì tiếp đến mình khai báo trong cái chương trình main á, thì mình sẽ chọn cái tần số dao động nội của mình là 1 MHz nè, và mình cấu thành cái ngõ ra là B2.0 các bạn. Và vô cái chương trình dòng lập vô tận á, thì mình sẽ gọi cái hàm mấy chương trình khởi động mình lên nè. Mình sẽ đọc cái giá trị ADC, mình sẽ đọc vào kênh số 0 nè. Rồi cái hàm đọc giá trị lên,
cái hàm đọc giá trị là mình sẽ đọc gọi cái hàm nhiệt độ này nè. Khi mình đọc xong thì mình sẽ gửi với cái biến là t buffer tx này nè. Mình sẽ gửi đi bằng cái hàm là sx1278 loga send message nè. Đó. Sau mình gửi xong thì mình sẽ cho cái loga nó nghỉ hồi. Mình nghỉ xong nó mới gửi tiếp. Đó. Thì đây là cái hàm chương trình mình học đọc ADC này, thì cái chương trình này thì mình đã nói ở video trước rồi các bạn. Về cái phần loga thì đây nè, để truyền nhận được dữ liệu thì mình phải gọi được cái hàm rồi đây nè, sx1278 loga send message nè, hàm này để gửi dữ liệu đi nè, còn get message là mình sẽ nhận dữ liệu nè. Đó. Thì muốn nạp code xuống thì các bạn vào đây nè, cấu hình cái chuột phải chọn option nè, thì các bạn chọn cái dòng đúng dòng chip cho mình. Thì ở đây mình sử dụng con chip là MP430 nè, G2553 đó. Tiếp đến các bạn cấu hình là D43 nè, ở đây các bạn chọn vào đây nè, đây cái bạn nạp code và cho debugger, các bạn chọn vào phép debugger nè. Nếu như các bạn chọn simulator thì các bạn sẽ chọn chạy mô phỏng trên phần mềm của Test. Ở đây mình chọn nạp code xuống thì chọn phép debugger nè, sau đó các bạn chọn ok. Sau khi cấu hình xong thì các bạn bấm vào biên dịch chương trình xem có lỗi không nè. Nè, không lỗi và không cảnh báo nè các bạn. Xong thì các bạn phải nạp code nè. Đó. Thì đây là cái phần code về mặt phát loga. Tiếp đến là phần mặt thu loga. Thì mặt thu loga thì mình sẽ khai báo một số cái thư viện như là MP40 nè. Thư viện mình sử dụng cái 74595 á, thì mình sử dụng cái thư viện LCD 74595. Và cái thư viện loga nè, thư viện delay nè. Đó. Thì đầu tiên mình khởi động một số cái biến này, khai báo một số cái biến này. Và mình gọi cái hàm hiển thị đầu tiên thì mình sẽ gọi là nó hiển thị cái trạng thái là đang nhận loga mà. Và cái biến WG1 này. Đó. Thì đây là cấu hình tần số dao động của nó nè, gọi cái hàm này chương trình này lên nè. Và mình sẽ khởi động cái LCD nè. Đầu tiên mình sẽ xóa cái LCD, mình cấu hình hammer gọi lên nè. Đầu tiên thì mình sẽ cho hiện là MP40 nè. Tiếp đến là mình sẽ cho cái hiện loga. Và cái mình sẽ delay là 5 giây, sau đó mình xóa cái hình LCD nè. Thì mấy cái chỗ này thì cơ bản các bạn hiển thị rồi xóa rồi cũng không biết. Thì tiếp đến thì mình sẽ cho delay là 100 ms nè. Và mình sẽ gọi cái hàm này lên để mình nhận cái dữ liệu từ cái bộ phát cỡ lớn. Sau khi nhận xong thì mình sẽ gán cái giá trị nhiệt độ nè bằng cái biến buffer GX nè. Hồi nãy mình có địa chỉ truyền vào cái địa chỉ là số 3 các bạn. Nên cái mạch nhận của mình phải nhận đúng cái địa chỉ là số 3 nha các bạn. Để tiếp đến thì mình sẽ cái hàm giá trị nhiệt độ nè, mình sẽ ép kiểu cho nó thành kiểu số nguyên. Rồi mình lấy 4 cái giá trị số nguyên nè. Sau đó mình sẽ lưu vào cái mảng là data. Tiếp đến thì mình sẽ cho hiển thị cái giá trị data nè trên cái vị trí là hàng thứ 5 cộng 5 ở hàng thứ 2 nè, đó. Và mình sẽ gọi cái hàm hiển thị số 1 lên nè. Và mình sẽ kết thúc cái chương trình nhận loga bằng cách là sx1278 enter loga mod nè, đó. Rồi cái chương trình này lên. Thì đó là mình giới thiệu cho các bạn về cái phần nhận loga. Sau đó các bạn biên dịch code chương trình này. À, thông lỗi không cảnh báo nè các bạn. Đó. Sau đó các bạn nạp code xuống. Thì đó là phần code chương trình mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Tiếp đến thì mình đây là cái chương trình demo phần mặt thực tế của mình. Xin chào các bạn, thì đây là cái phần video demo của mình nha các bạn. Thì đây là một cái mạch phát mạch thu loga nè. Thì mạch thu loga này gồm những cái linh kiện như là màn hình LCD mình hiển thị nè, LCD 16x2 các bạn. Thì phía dưới thì mình bắt các cái đế mũ các bạn. Mình cố định cái LCD với cái mạch luôn, giúp cho cái màn hình LCD được chắc chắn hơn các bạn.
Để mà thay đổi được cái độ tương phản của màn hình LCD thì mình có sử dụng biến trở. Đây là biến trở nè. Thì mình có thể thay đổi được cái độ tương phản của màn hình này. Ngoài ra thì còn thì đây là hai con tụ lọc nguồn nè, hai tụ 1000 mi để lọc nguồn, công tắc và các đèn báo trạng thái, và cũng như là con IC-LM117. Thì để truyền nhận dữ liệu được thì mình có sử dụng module Luga với cái tên là GX1278 các bạn. Thì đây là cái module này các bạn. Thì module này có gắn anten đó các bạn, nên đây mình không có gắn các bạn. Ở đây là cái quy điều khiển lập trình chính của mình là con EB40G2553. Từ quy điều khiển mà muốn giao tiếp được với màn hình LCD á, thì mình có sử dụng con IC-74595 các bạn. Nó nằm dưới LCD nè, để giúp cho việc vừa con quy điều khiển mà giao tiếp với LCD á, nó chỉ còn được có 3 chân thôi các bạn, tiết kiệm chân cho con quy điều khiển cho mình. Thì đây là cái về phần mạch thu loga. Tiếp đến đây là phần mạch phát loga. Thì mạch phát loga thì cũng gồm một cái module loga và IC-LM117 để tạo nguồn 3.3 cấp cho loga với EB40. Thì nguồn đầu vào mình sử dụng hai con tụ lọc nguồn các bạn và nút nhấn reset. Ở đây thì mình sử dụng cảm biến LM35 để phát dữ liệu cảm biến, phát cái giá trị của cảm biến đến bộ thu, nhưng mà đây mình không có LM35 các bạn, nên mình sử dụng một con biến trở nên mình thay đổi cái giá trị ADC của nó. Thì đây mình sẽ mở nguồn lên cho các bạn xem các bạn. Ở đây thì mình cũng sẽ mở nguồn cái bộ thu của mình. Thì dữ liệu từ bộ phát thì nó sẽ gửi đến bộ thu, không mình là ở đây mình truyền loga là khoảng cách từ bộ phát, thì nó mình sẽ thay đổi giá trị cảm biến này thì cái bộ thu này nó sẽ nhận được nè các bạn. Đây mình sẽ thay đổi cái biến trở nè các bạn. Đây. Đó thì nó bắt đầu nó thay đổi rồi đó các bạn. Khi mình tăng giảm con biến trở thì giá trị bên mặt nhận loga thì nó sẽ thay đổi theo. Đó. Giờ mình giảm nè các bạn. Đó thì mình có thể tăng giảm được cái giá trị của nó. Thì khi mình tăng giảm biến trở, tăng giảm giá trị biến trở thì sẽ được bộ phát này nè, nó sẽ gửi đến cái bộ thu này thông qua cái con loga này nè. Và nó sẽ hiện cái giá trị là 149.150 là giá trị con biến trở này các bạn. Thì đây mình hơi tăng giảm được nè. Đó. Đó, thì ở đây mình đã giao tiếp được giữa con quy điều khiển EB40 mà có thể truyền nhận được dữ liệu loga thông qua cái module GX1278. Thì cái này thì có thể các bạn làm đồ án môn học được. Còn nếu như mà phát triển lên lượng dân thì các bạn có thể giao tiếp với LP8266, thiết kế giao diện trên web chẳng hạn, hoặc là app điện thoại, ứng dụng trên điện thoại vậy đó. Thì hy vọng qua video này sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình lập trình quy điều khiển MXP430G2553. Nếu như các bạn thấy video của mình hay, hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.